con đường này đường Quỳnh Đình Hai nè. Đường Quỳnh Đình Hai này hồi xưa cũng là mang tên gì ba mẹ còn không nhớ nè. Rồi đường Trần Văn Kỷ bên đây nè bà con, hồi xưa trước năm 75 nó là Đỗ Thành Nhơn ha. À, đường đó là Trần Văn Kỷ là Đỗ Thành Nhơn, mà đường Quỳnh Đình Hai là tên gì ba mẹ còn không nhớ nè. Quỳnh Quang Tiên hả? Không nhớ, lâu quá không nhớ. Rồi, chúng ta đang đi trên con đường Quỳnh Đình Hai nha bà con. Ở số 40 bây giờ là 9 giờ 40 phút. Bên tay trái của ba mẹ gò đây là đường Nguyễn Thiện Thục nè. Đường Nguyễn Thiện Thục này là hồi xưa là cái nhà của cụ Dương Hồng Sển nằm đây nè bà con. Xin thưa bà con bác, hồi xưa là nhà của Vương Hồng Sển đây. Nhà này cụ hiến tặng cho nhà nước để làm bảo tàng nè bà con. Ở đây bà con bác không thấy có những cái căn nhà nó xịn sò ghê không, giống biệt thự vậy đó. Tỉnh xá Ngọc Chánh. Mười một Nguyễn Thiện Thục. Ủa, à đây 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 căn này nè. Xin thưa bà con bác, căn đó đó. Mà giờ sao nó thấp chủng dưới đất vậy ta? Khu đây là khu nhà cổ nè. Đây nè bà con, cái căn ba mẹ còn thấy căn nhà cổ rồi. Trời ơi, căn nhà cổ giờ nó thấp chụm xuống dưới đất đó bà con. Chắc mai mốt nhà nước cần phải nhờ cái mấy ông thần đèn á bưng đưa nó lên cao, chứ giờ nó thấp chụm dưới đất rồi bà con. Cái đường với là cái đất nó nằm phân nửa nhà luôn bà con, thấy thấp chụm à. Vậy là hồi xưa cụ Vương Hồng Sển ở đó đó bà con. Ông là để lại cho hậu thế một cái gia tài đồ sộ lắm nha bà con, mà ước vọng của ông là không bán không gì hết mà để làm một cái bảo tàng ngay tại cái chỗ đó luôn, để cho người dân người ta chiêm ngưỡng những cái giá trị sản phẩm của ông. Ngay cái thời điểm mà định giá đó là tới hơn 1 triệu đô la nha bà con, mình còn nhớ là như vậy. Mà cái thời đó mà cách đây mấy chục năm về trước đó bà con, mà hơn 1 triệu đô la là bà con bác biết vàng hồi xưa có 500.000 cây chỉ, mà bây giờ bà con bác thấy nó giá trị nó lên bao nhiêu. 550 gấp 10 lần rồi đó. Vậy là cái gia tài của ông ít nhất phải mười mấy triệu đô la. Mà đồ cổ là càng lâu là càng có giá trị nha bà con. Cũng hên là nhà nước là lúc đó là đã di dời đi rồi bà con. Một số là đưa vào bảo tàng lịch sử Việt Nam. Rồi một số là đưa vào thư viện khoa học tổng hợp. Sách vở gì quý giá đó, nghĩa là đã bưng đi 80-90% rồi. Còn để lại ở trong đây là những cái vật dụng mà có thể thờ cúng, bàn này nọ, bàn thờ cúng kiến của gia đình, rồi thêm mấy cái tủ sách như là mấy chục tủ á. Nhưng mà cuối cùng thì bây giờ nó từ việc nó vỡ lở ra nhiều thứ lắm rồi con. Toàn bộ mấy cái cuốn tủ sách gì là của cụ Vương Hồng Sản đều bị bán hết rồi, bán sạch luôn bà con.
Thì bây giờ hôm bữa trước ba mình còn thấy tờ báo có kêu là trách nhiệm của ai, thì giờ không biết của ai. Nhà nước thì nói rằng là mấy cái phần đó là chưa có tiếp nhận bàn giao cho nên chưa quản lý. Còn người thân gia đình đó thì hôm bữa trước có nghe nói rằng đó là cái số sách này đó là con cháu trong gia đình là không hề bán. Như vậy cuối cùng là ai bán? Tại sao nó mất? Đó. Thì bây giờ là nghe đâu á là cái người mà đem sách đi bán là con rể mà con. Chứ còn con cháu trong gia đình là hầu người thân của cụ Vương Hồng Sển là không có đem bán sách của cụ cho bà. À, nhưng mà nghe đâu á là con rể đem bán. Cái cầu này là cái cầu gì nữa? Không biết cầu gì luôn. Không thấy bản tên cầu. Xin thưa bà con các bác. Ở vậy. Nhưng mà cái người con rể này thì bây giờ là bỏ nhau rồi, không còn nữa. Đó, sau khi mà đem sách đi bán hết rồi, giờ dông rồi. Thì giờ mình nhìn qua góc cạnh thì bây giờ là không biết ai là người đem sách đi bán. Nhưng một cái người thân của gia đình đó là cái bà gì đó, bà có nói rằng là trong cái giai đoạn đó là đã có từng thấy là cái người con rể là đem sách của cụ đem đi bán. Đó. Thì bây giờ tiếp tục là mình cứ mò ra tới người con sách đó, bây giờ để coi ai để mình thu hồi về thôi. Miễn sao là số lượng sách đó không ra khỏi nước Việt Nam thôi nha bà con. Chứ còn mà nếu mà còn nằm ở trong nước Việt Nam thì cái chuyện mà thu hồi lại chắc cũng không khó. À, bên kia là chùa Long Vân đó bà con. Chùa Long Vân đó mình đi thẳng sâu vô bên trong nữa là tới Đồng Mông Cổ. À, có dịp ba mẹ cầu chở bà con bắt đi Đồng Mông Cổ. Rồi nghe nói rằng là do hồi xưa cuộc sống khó khăn, cái gia đình của cụ cũng đi vay nợ nhiều lắm. Rồi mấy chủ nợ bắt đầu ép buộc là phải đi thưa kiện rồi để tranh giành thừa kế chia lại tùm lum á bà con. À, như vậy bà con có bác thấy không? Rõ ràng đằng sau những cái vụ kiện tụng này nọ thì đều có đằng sau có những cái bàn tay. À, cũng một cái bàn tay gì đó ép buộc. Rồi cũng nghe nói rằng là gia đình cũng đang tác động để vấn đề là để thực hiện cái di nguyện của cụ Vương Hồng Sển đó bà con. À, để làm một cái bảo tàng của cụ Vương Hồng Sển ngay tại chơi cái căn nhà của cụ. Thì nghe nói là bây giờ là người thân trong gia đình đang tác động để các con cháu của cụ rút đơn. À. Rồi nhà nước thì cũng sẽ sắp xếp, nghe nói là nhà nước cũng sẽ tính phương án là như là thu mua lại, không phải thu mua nữa mà nó gọi là cái gì từ ta, đền bù á, mua lại, tại vì cụ á là cụ hiến cái căn nhà, nhưng mà trong cái phần căn nhà đó hình như còn phần đất hay sao đó, đó thì bây giờ nhà nước sẽ đền bù lại hay là cái gì đó để tại vì đâu có thể cái căn nhà rồi phần đất xung quanh hay gì đó, nói chung là theo giá thị trường luôn. Thì nếu mà có số tiền đó thì con cháu của cụ cũng đỡ. À, rồi ngoài cái vấn đề mà đỡ ra nữa thì con cháu của cụ cũng có thể trả được bớt nợ nần hay gì đó. Rồi và điều đầu tiên bây giờ phải thu hồi lại cái đống sách đó nha bà con. Bởi vì sách đó là sách quý, không thể để thất thoát được. Rồi con đường này là đường Bạch Đằng nè. Cái đường kia là cái đường gì ta, đường Đinh Bộ Lĩnh. Còn đường này đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, hai con đường này là đang dự tính là giải cứu đó bà con. À, nhà nước là gần như là thành phố mình là quyết định là chi tiền là để giải cứu hai cái con đường này nè bà con. Tại vì nó ách tắc, nó nghẹt xe dữ lắm. Đây hai con đường này là xây cái đường mà trên cao luôn bà con, không có bị ảnh hưởng bởi những cái giải tỏa. À, có nghĩa là mai mốt là bà con bác sẽ thấy trồng đường lên nữa. À, xây một cái con đường song song nữa thì cái lượng xe nó sẽ giảm được gấp đôi nha bà con. À, cũng đỡ. Thì trồng đường lên. Ở đây là ngã tư Hàng Xanh. Trời, bà con bác thấy ghê chưa? Cũng khiếp thiệt đó chứ. À, thấy ghê không? Quá khủng khiếp.
ngã tư này càng ngày dân nó càng đông rồi. Hồi đó đâu có đông dữ thần thiên địa dữ vậy. Rồi, ba mày gọi đi thẳng luôn là tới chợ Thị Nghè. Giờ mình quẹo trái. Ở đây có chùa Phước Viên. Trời ơi, chùa Phước Viên này có từ lâu đời lắm rồi. Ngay ngã tư Hàng Xanh, mà đưa ta gọi là ngã tư xa lộ. Rồi, mình vẹo vào đây, con đường này là đường Điện Biên Phủ. Trước năm 1975 á, bà con đường này ta gọi là xa lộ Biên Hòa. Đây là xa lộ Biên Hòa. Đây cây xăng nè. Con đường này là cũng được mở rộng ra bự lắm đó bà con. Chứ xa lộ Biên Hòa xưa nó không có bự vậy đâu. Nó mở rộng là bự gấp 3, gấp 4 lần hồi xưa con đường cũ á. Khu này là nghe nói là người dân người ta về ở rồi xây mấy cái căn hộ bự bự này nè. Cho nên dẫn đến là vấn đề kẹt xe ghê lắm. Nhất là con đường mà đi lên cầu Bình Triệu á, cửa ngõ, trời ơi nó kẹt thấy gớm luôn. Mỗi lần mà chiều tan ca về cái là thôi xua. Gặp thêm mà trời mưa mà nước ngập cái nữa rồi thôi xong luôn, kẹt cứng luôn nha bà. Người dân là phải dầm mình dưới mưa luôn. Có nhiều cái cảnh mà xin thưa với bà con quá trời ơi, bà con có thấy mưa mà ngập nước cái hả là cái gì đó. Có cái cảnh mà ba mày còn thấy mắc cười lắm. Cái cửa mà thoát hiểm ở phía trên ô tô á, cửa mà không gió mà con mưa nước ngập quá tài xế không mở cửa ra được á, họ mở cái mui chừng á che cái dù rồi bắt đầu cái leo từ trên nóc xe đi xuống kiếp đảm vậy đó. À, khu du lịch Tân Thánh rồi, dở bà con chẳng tiện lên đây chở bà con bác đi dạo vô khu du lịch Tân Thánh. Cái nền Cantaview này cũng giống như dạng như chung cư. Nhập ra bảo vệ đứng chặn đó là không có cho xe lạ vô đâu bà con. Đó, mấy người giao hàng là đứng ngoài cửa hết. Bên kia bà con bác thấy nguyên cái chung cư không? Bự ra là bự luôn ha, dưới chân cầu luôn bà con. Bắc View á, Resident á. Xin thưa bà con bác, hồi xưa đó là chợ Văn Thánh đó bà con. Bên đưa cây đường luôn, chợ Văn Thánh. Cầu này là cầu Văn Thánh nè. Bây giờ cái cầu này nó thấp gần bằng mặt đường luôn rồi. Chắc mai mốt bỏ cầu luôn. À, bên đó là chợ Văn Thánh đó bà con. Hồi xưa á, năm 64 á, là dự án là làm cái bến xe miền Đông đó đó bà con. Sau này ở đó người ta gọi là bến xe Văn Thánh đó. À, bên Plaza nè. Chúng ta đang đi trên con đường xa lộ Biên Hòa năm xưa nha bà con. Bây giờ nó thay đổi dữ lắm. Không còn nhận ra nữa. Đó, trước mặt bà con cô bác á, cái cầu ngang đó là cái metro để dành đi tàu điện ngầm á. Tháng sau là thành phố mình cho người dân đi rồi thì bắt đầu ba mươi rồi sẽ dẫn bà con cô bác ngồi tàu điện ngầm cho biết nha. Đây. Rồi cái cầu kia đó là bây giờ mình gọi là cầu Sài Gòn á. Cầu Sài Gòn giờ cũng lạ lắm mà bây giờ ba mươi cầu đi qua đó nó xa quá. Thôi mình quẹo đường Nguyễn Hữu Cảnh mình về đi. Đó, bên đó là cầu Sài Gòn bà con, hồi xưa là cầu Tân Cảng. Đó, khu này là khu Tân Cảng nè bà con, trước mặt bà con bác đây nè, khu Tân Cảng. Có nguyên cái khu chung cư bự Trà Bá Lửa nè. Rồi, đây là
đường Nguyễn Hữu Cảnh. À, đây khu Tân Cảng. Khu Tân Cảng này hồi đó cũng nơi hành nghề của mấy chị em đó rồi. Nổi tiếng lắm à, khu Tân Cảng. Nói giờ bà con có bắt thấy không? Tòa nhà lên 1m81, tầng cao nhất Sài Gòn nó nằm ở đây nè. Đó, tòa nhà bà con có thấy mọc lên không? Quá trời. Đường Nguyễn Hữu Cảnh này hồi xưa có dự án chống ngập 10.000 tỷ đây nữa nè. Khu này là khu đại gia ở nha bà con. Nhà nghèo chắc vô đây ở không nổi. Nơi đây là nơi mà hải quân trại, đây người ta gọi là trại Cửu Long, là nơi đóng quân của hải quân đó bà con. Khu này là khu hải quân, toàn bộ khu vực này người ta gọi là trại Cửu Long. Bây giờ là sân gôn nè, bà con bắt thấy rào lưới không? Đó là sân gôn đó. Bên tay phải là đường Ngô Tất Tố. Cái này là đi về cái cổng của trại của Cửu Long, qua cầu dầu Phú An đó bà con. Mình qua cái cầu Văn Thánh này nè bà con. Thì qua cái vùng đất bên tay phải và mấy cầu đây là kéo dài qua đây nè. Hồi xưa đây là trại Nguyễn Văn Nho của thủy quân lục chiến đó bà con. Đây, toàn bộ cái vùng đất kéo dài qua bên đây luôn. Bên đây là hồi xưa có hồ tắm của thủy quân lục chiến ở đây nè. Hồ tắm này người ta gọi là hồ tắm sống thần nè bà con. Bây giờ là hồ tắm của hải quân. Bây giờ cũng đập luôn rồi, đang xây cái tòa nhà gì nè. Đó, cái hàng rào mái che là cái hồ tắm đó bà con. Hôm bữa trước cách đây mấy năm bà còn vẫn còn thấy cái hồ tắm đó. Đó, người ta gọi là cái hồ bơi hải quân. Trước năm 75 là hồ tắm của trại Nguyễn Văn Nho đó, của thủy quân lục chiến. Cầu này là cầu Thị Nghè 2, hồi xưa không có cầu này nha bà con. Hồi xưa có cái cầu sắt nhỏ bên kia rồi, đi từ cái hải quân công xưởng qua trại Cửu Long. Chứ hồi đó không có cái cầu này. Bây giờ cái cầu sắt nhỏ đó bà con, nó vẫn còn luôn bà con.
Cái cầu đó hồi xưa là mọi người thường hay đi đường tắt á, cái cầu đó hiện tại vẫn còn, không biết sao không bỏ, nhưng mà chắc có lẽ làm nơi lưu trữ, cũng không có đi qua đi lại nữa. À, còn khu này là giờ hiện tại là khu xịn sò nhất của thành phố nha bà con, khu Hoa Son. Giá trị của một căn nhà trong đây nó mắc tiền lắm. Khu này khu Hoa Son mắc nhất luôn á, mắc nhất bây giờ luôn. Đây là đẳng cấp của giới thượng lưu á, là ở ngay chỗ khu Hoa Son này. Nó gọi là không phải là căn hộ cao cấp nữa bà con. À, định giá thương hiệu của những cái căn hộ này á, nó không còn gọi là căn hộ cao cấp, mà nó gọi là căn hộ thương hiệu đẳng cấp. Khủng khiếp vậy đó bà con. Toàn bộ là căn nhà, căn phòng là đều bọc kiến hết nha bà con, không có vách tường. Ở đây là chỉ có cột thôi, cái cột nhà là nó bê tông thôi, còn lại toàn bộ là lắp kiến hết nha bà con, không có vách tường bằng gạch đâu nha. Đó, nó, giá trị nó nằm ở chỗ đó đó bà con. Nó phải xử lý rồi nó phải gắn kiến như thế nào đó, phải dán kính chống nhiệt nữa nha bà con. Bây giờ nó có một cái loại rất là hay bà con, cái kiến ba em á, miếng dán ba em á, ở nhà ba mày cầu dán cái miếng đó đó. À, mấy cái cửa sổ của ba mày cầu á mà nó nằm á là ba mày cầu cho dán cái kiến ba em hết. Nó rất là hay bà con, nó lọc được cái tia tử ngoại bà con. Có nghĩa là nó không lọc ánh sáng vẫn vào nhà được, nhưng mà nó lọc được cái tia tử ngoại. À, ánh nắng chiếu thẳng trực tiếp với ba mày cầu, đưa cái bàn tay ba mày cầu vô là không có cảm giác nóng nha bà con, mà vẫn thấy ánh sáng. À, toàn bộ cái dàn kiến đó, ba mày cầu dán hôm bữa trước là ba mày cầu dán cũng hết gần 30 triệu. Nhưng mà hay lắm, cho nên đó bà con bác nói rằng là ở đây họ lắp kiến rồi nắng lên vậy là hiệu ứng nhà kính. Ồ, cái đó hồi xưa rồi đó, xưa rồi thì bây giờ mới có, chứ giờ là dán mấy kiến nó lên thì cái hơi nóng nó cũng không đến nổi hiệu ứng nhà kính đâu. Rồi thứ hai nữa là hệ thống mấy cái nhà này là nhà giàu bà con, họ mở máy lạnh suốt lắm. À, chứ không phải giống như là một số người mình tiết kiệm máy lạnh rồi này nọ rồi không dám mở máy lạnh sợ tốn tiền. Ở đây hồi đó bệnh viện Hải quân nè. À, chứ còn thời nay vô mấy tay nhà giàu này xin thưa bà con, bắt cái tiền điện đối với họ, họ đã mua được cái căn hộ ở đây rồi thì cái chuyện mà đóng tiền điện đối với họ nó không nằm trong một cái khái niệm là phải cần phải tiết kiệm luôn á. Ba mày còn không biết bà con cô bác sao, chứ ba mày còn thấy là hầu như mấy tay nhà giàu nó không còn để bận tâm đến cái chuyện mà cơm áo gạo tiền rồi tiết kiệm tiền điện tiền nước đâu bà con. Mấy cái tiền đó đối với nó số lẻ. Đây, đường này đường Ngô Văn Năm, cái trại này hồi xưa là cái trại Bạch Đằng nè, Bạch Đằng 2 ở đây nè bà con. Cho nên mình nói về cái giá trị và căn hộ thì mình phải coi là cái người sống ở đó là như thế nào. À, thì nhiều người nói rằng thì bây giờ họ có tiền họ tiết kiệm tiền cũng được, đương nhiên họ tiết kiệm nha bà con, nhưng mà họ tiết kiệm một cái cách khác bà con. À, những cái gì mà họ đáng để họ hưởng thụ, để họ tái tạo lại năng lượng, để họ tạo ra được cái đồng tiền mới hơn thì họ không có tiết đâu bà con. À, mình thì ăn cơm ba cọc ba đồng thì mình ngồi tính toán chi tiêu lặt vặt mấy đó, còn cái chuyện của họ mà họ đã vào được cái chỗ đó họ ở rồi thì xin thưa bà con á, mỗi phút mỗi giây của họ rồi đều ra tiền hết. À, cho nên họ cần cái sự trải nghiệm lắm, thư giãn. À, để họ làm ra được, họ kiếm tiền để họ trả được những cái gì phí đó. Cho nên mình đừng có nói rằng là họ xài phung phí, không có đâu. Bên đây nè, số 5 nè, số 5 Tôn Đức Thắng nè. Hồi xưa là phủ đặc ủy tình báo trung ương. Rồi ở đây nè, có bảo tàng Tôn Đức Thắng đây nè bà con. Bảo tàng Tôn Đức Thắng này hồi xưa là nơi làm việc của thủ tướng mà. Rồi bánh xe qua mấy con cán đinh rồi hay sao, hay nó nặng cái đầu rồi. Rồi xin thưa bà con cô bác, chắc cán đinh rồi, bể bánh rồi. Rồi cái đầu nặng chịch rồi, chắc bị cán cái đinh rồi. Rồi đây là hồi xưa là bộ tư lệnh hải quân nè. Rồi đó đây là cột cờ nè.
Ở đây cái trước mặt bà con bác á, nơi đây hồi xưa ta gọi là cầu tàu Bộ Tư lĩnh, trước năm 75. Đây là Đức Thánh Dựng Đạo. Mấy cái bánh mà vỏ xe không ruột đó, nó hay chỗ đó đó bà con. Cán đinh chứ chạy được miết à. Giờ ba mày còn chạy về tới nhà luôn cũng được. Miễn sao đừng có rút cái đinh đó ra là được. Nó thiết kế là hay lắm. Giờ mấy cái vỏ xe không ruột á, nó đỡ cho người ta lắm. Chứ hồi xưa mà đi mà trời ơi, lỡ cái cán đinh cái rồi thôi thua, không chạy được luôn đó bà con. Mấy cái bánh mà xăm xe á, căm xe á, à, mình thì gọi là căm xe chứ có một số người gọi là xăm. Nó giống như mấy cái bánh này nè, mấy xe đời cũ nè, cúp 70, cúp này cúp DD hả, giống như DD quá ta. Mấy chiếc này sao giờ ba mẹ còn thấy nó giống như chiếc DD quá, DD đỏ. Mấy cái xe đó đó bà con, mà nó bể bánh một cái rồi là giác bộ á, chạy không được. Rồi đường này đường Đồng Khởi nè. Mercedes hồi xưa từng có thời gian là mang tên là khách sạn Cửu Long. Đây là phố đi bộ Nguyễn Huệ. Mình vô lại được trung tâm Sài Gòn rồi, trung tâm thành phố. Đây đúng nghĩa là trung tâm thành phố luôn mà con. Con đường này nè, hai con đường trung tâm thành phố là đường này với đường Lê Lợi. Đường Đồng Khởi chưa chắc là trung tâm nữa mà con. Thường cái trung tâm thành phố lấy móc từ đây nè. Còn mà trên cái bản đồ á bà con, mấy cái đường mà bà con bắt đi mà đi ra về tỉnh về đồ á, thì bà con bác sẽ thấy là thành phố Hồ Chí Minh bao nhiêu cây số rồi gì đó. Thì bà con bác biết họ lấy cái móc ở đâu phải không? Đó, là ngay chỗ nhà thờ Đức Bà đó bà con, ngay chỗ Bưu điện Sài Gòn á. À, tất cả mọi thứ là đều lấy từ cái móc đó mà để đo ra. Cà phê Hương Nam nè. Xiao vậy hả? Cà phê ở đây ngon lắm bà con. Bà con bắt vô đây nhớ uống cà phê, ngon lắm. Trước năm 75 đó là cái showroom điện tử á, phòng trưng bày. Hôm nay là thứ 6 nha bà con. Ngày 11 tháng 10 2024, thứ sáu, ngày mai là cuối tuần rồi. Trời đất ơi, đây cái vạch đi bộ nè bà con, vạch đi bộ đỏ chót. Có nhiều người hỏi ba mày gọi tại sao nó màu đỏ, ba mày còn không biết nữa. Chắc có lẽ là sơn màu đỏ cho dễ chú ý, giống như ba mày gọi nãy mới động lên đó. Đó, cái vạch này là vạch người ta đi bộ, mình phải lùi lại. Ôi trời đất ơi, mấy anh sắp bị ráp gì đèn đỏ chứ chạy luôn. À, chắc là ba mẹ còn nghĩ là sơn màu đỏ để cho lái xe chú ý. Rồi tổ chức hội chợ nè bà con, sự kiện nè, khu vực sự kiện nè, không biết sự kiện gì. Thấy đồ ăn không à? À. GS25 rồi chợ sao toàn là siêu thị đồ ăn không vậy? Quần áo, bán quần áo nè, GS25. À, kinh tế đêm. Giải trí đêm.
lễ hội ẩm thực. Ôi, đang làm lễ. Đang làm lễ. Hình như đang dựa các bà con gì đâu mà đang làm lễ mà dưới đứng lố nhố thì. Buổi tối ngày hôm nay. Ôi vậy là giọt đó bà con. Trời ơi, ba mày gọi nói làm gì mà đang khai mạc chương trình gì mà đứng dưới lố nhố. Tưởng gì ra đây. Sôi động sắc màu đêm gì đấy. Vậy là đang giọt để tối nay đó bà con. Tối nay chương trình diễn ra phải tổng giọt. Ôi trời, nguyên con đường luôn. Không. Vậy là tối nay khai mạc các bạn ạ. Đang sơn. À sơn đó bà con. À trong bồ. À mình đi dạo vòng chợ Bến Thành rồi bà con. Tình hình chợ Bến Thành Sài Gòn hôm nay ha, chào bà con bác xem, thấy vắng quá, khách du lịch đâu hết rồi trời. Nhìn vô bên trong cũng không có đông đúc như bình thường. À, khách Tây về Việt Nam thích chạy xe gắn máy lắm. Cho nên nó mới có dịch vụ thuê xe á. Mà mày ngồi ngó vô phải coi có đông không. Cũng có khách nhưng mà không có đông. Trời ơi để... Ôi chết mô Phật. Ngày hội doanh nhân Việt Nam. À, Sài Gòn City Tour. À, có vẻ bà con bắt thử xem thử ba mẹ gồ nhìn riết cái giờ ba mẹ gồ không biết là có đông hay không đông nữa. Ôi trời đất ơi. Ôi trời. Đó bà con bắt thấy chạy xe nguy hiểm ghê. Ôi ôi coi kìa. À, đông nghẹt luôn. Đổi đô. À, ôi ôi đủ đông luôn á, tất cả các mặt luôn á. Vậy là du khách tới cũng đông quá chứ. Xin thưa bà con bác, toàn bộ ba mấy cô coi là toàn bộ là người nước ngoài không đó nha, không người Việt Nam mình giờ hết tiền đô đi đổi rồi. Hồi đó có thời gian á, trời ơi người Việt mình bu đông chỗ đó để đổi đô. Giờ cái chắc giờ đổi riết hết tiền đô rồi bà con, hết đổi rồi. Giờ chỗ đó là dành cho du khách đổi. À, măng cục. Trời ơi, ba mấy cô ghiền ăn măng cục lắm bà con.
mà vợ ba mới còn lâu lâu ba mới mua cho ăn. Nói nào ngay chứ bận đi làm không là đâu có rảnh đâu đi chợ. À tối nay nè, cuối tuần đi chợ nè, để ba mới còn nói vợ ba mới còn mua măng cục ăn. Bà con cô bác có thích ăn măng cục không bà con? Ở đây là ngã sáu Vũ Đổng Thiên Dương. Ba mày còn có cảm giác là đường phố này nó vắng vắng sao mà con? Các cô chú bác có thấy giống như ba mày còn không? Cái đoạn này nó cũng vắng nè. Trải nghiệm không gian triệu đô ghê à, làm gì mà tới 1 triệu đô dữ vậy, lần hai hả, ghê hả, quảng cáo dữ thần hả, không gian mà 1 triệu đô. Vậy là ở nhà của ba mẹ cô là 1 tỷ đô. Con đường này là đường Nguyễn Trãi. Con đường này hồi đó là đường Võ Tấn.
Ở đây là ngã năm chợ Thái Bình, bánh mì và Vinh. Bà Vinh, bà là Madam Vinh, Vinh dịch ra tiếng Anh là Win, là chiến thắng. Một sự kết hợp theo cái cách đọc Madam Win, từ tên Win thành tên là bà Thắng. Ban đầu tiếng Việt là bà Win, nhưng mà nếu mà dịch sang tiếng Anh là phải đổi tên lại là bà Thắng. Ôi trời ơi. Ở đây là xóm Ma Lạng nè. Ở đây vẫn còn mấy cái lô cốt nữa kìa. Rồi, mình ra tới đây là hết đường Võ Tánh rồi nè. Trước mặt bà con bác đó là đường Cộng Hòa. Ban đại diện phụ huynh hào hứng thu tiền, nhưng im lặng khi bữa ăn tệ. Cái chuyện mà ban đại diện phụ huynh bây giờ bị đem ra mổ xẻ đó. Tới bây giờ qua tháng 10 rồi cũng bị mổ xẻ đó mà. Chán. Riết cái nhiều người người ta không có muốn tham gia hội phụ huynh luôn. Gọi là ăn cơm nhà mà vác tù và hàng tổng. Vỡ nợ xả hết 39.000. Vỡ nợ ba mấy năm nay rồi đó bà con. Lại thêm một cái chiêu trò đó bà con. Chiêu trò vỡ nợ đó. Mà đó bà mày còn thấy có một chỗ nữa. À, gì
gì trả mặt bằng gì thanh lý toàn bộ sản phẩm gì đó, mà nó thanh lý mặt bằng mà 3 năm nó chưa thanh lý xong được cái mặt bằng nữa bà con. 3 năm nha bà con. Mà tối nào cái ba bê gồ đi ngang qua cái ra rã vì lý trả mặt bằng gì đó, thanh lý toàn bộ sản phẩm dốc xạo nhiều lắm. Đây là đường Lê Hồng Phong nè, Bê Xích Ký, Củ Chải. Đây là đường Huỳnh Mẫn Đạt, có quán cà phê Phúc Long. Hồi xưa bên kia là cái hãng xì dầu, bên đây là có tiệm phở. Mệt rồi đó, không biết hôm nay quay mấy phim mà giờ thấy mệt rồi đó. Chắc quay cũng hơn 2 tiếng rồi chứ không giỡn à. Tự nhiên có cảm giác nó mệt đó, đuối. Đây là bệnh viện Nguyễn Trãi à. Để coi ngày mai rủ vợ ba mẹ gồ lên Thủ Đức chơi coi. Tuần sau là ba mẹ gồ đi Cần Thơ nha bà con. Thứ bảy chủ nhật tuần sau ba mẹ gồ đi Cần Thơ. Bà con cô bác muốn ba mẹ cô quay gì dưới Cần Thơ, bà con cô bác có thể comment nha. Các cô chú anh chị và các bạn nào muốn ba mẹ cô quay gì dưới Cần Thơ thì nhớ cứ comment. Đây là lần đầu tiên ba mẹ cô tới Cần Thơ luôn đó. Thì không biết kênh của ba mẹ cô có các cô chú anh chị và các bạn nào ở Cần Thơ không? Tại vì thứ bảy ba mẹ cậu đi, chủ nhật ba mẹ cậu về. Ba mẹ cậu sẽ đi dạo dưới, không biết là dưới có cho thuê xe gắn máy không nữa. Nếu mà có cho thuê xe gắn máy, ba mẹ cậu sẽ đi thuê xe gắn máy rồi chở bà con cô bác đi dạo một vòng ha. Có lâu có dịp xuống Cần Thơ, nói chung là Cần Thơ ba mẹ cậu không biết gì nhiều lắm. Thì cứ đi dạo thôi, có cảnh nào quay cảnh đó. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Ngày 19-20 là ba mẹ cậu đi đó.
ơi, chạy lên tới đây là chùa Bà Hải Nam luôn rồi. Thôi Ba Mê Cô xin chào, tạm biệt tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Xin hẹn gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn vào video lần sau. Bye bye.